Tao mà thấy ai lấy con cá chê tao đặt thấy người nội của nó luôn. Tự nhiên ông nói hết muốn ăn quá trời. Ông đâu ăn đây vậy? Em nói hết muốn ăn quá. Thôi kệ đi, dù gì ăn cũng gần hết rồi. Không sao đâu. Ông không biết đâu. Sợ hả? Anh đi ăn cho hết đi, để em chạy vô nha. Anh bây giờ trời, chắc có sợ mà ăn được hết thì làm gì được tôi. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi lấy món này á, xong rồi mình sẽ làm món ăn ngon rồi lắm. A few moments later. Chị lấy nghe thêm miếng muối. Nhanh đây, đã quát nè. Trời, nãy giờ chị rửa xả chưa? Chưa. Sao không rửa? Tại bằng cá được rửa. Rửa đi rồi đi nè. Mình xong rồi đó. Để em quát nó nữa. Người con gái của gia đình. Người con gái của tôi. Do ghen vậy? Ờ, cãi ông đi, để ông nhậu lắm.
ông chủ là ông chồng đó cũng như vậy. Mọi người ơi, bây giờ cá mình đã làm xong. Sao bạn lại muốn tính là ngắt cá? Giờ mình đi nấu nó thôi. Em mình giỏi mọi người, giỏi lắm, làm rồi con cá nè, bóp nó chèn hết. Bóp bành cá. Mình ăn lẩu mắm thì mình phải có cái này nè mọi người, khổ kè với khổ qua. Bây giờ mình sẽ đi gọt nó thôi. Bỏ qua bổ ra lấy ruột. Để em bỏ cho chị lấy ruột thôi. Bổ ra cái nó còn cái đầu nữa rồi. Bỏ mất ra. Để cái ruột bỏ. Ruột bà làm sao hả? Làm sắt đó. Này mất ruột không mất lòng. Hấp cái lòng đó chị nha. Mày là xạo xí. Ai xạo? Đây là lòng nha, lòng mình lòng của qua. Có lòng của qua không có lòng thật. Trời ơi, bỏ đi. Cái gì ạ? Coi có sâu không? Nè, con gì nhúc nhích nè thấy không? Rồi. Nè, bên đây nè. Quá ghê. Trời, để kiếm cái con nào đó. Nè, sợ không? Ghê quá. Thôi đừng giả bộ bà ơi. Thôi đi, xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi nấu. Nãy giờ nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình bắt tay vào nấu lẩu luôn nha mọi người. Chị ha, nãy giờ chị làm gì đặng vậy? Thế à, nguyên liệu không thể thiếu. Mà thiếu gì nữa? Đù ghê trời. Con gái bán mắm. Bỏ dầu vô trong chảo đi. Ê, nước. Nguyên liệu không thể thiếu nha. Ê, cái này để đâu vậy? Để ra cá đi. Để vô đây rồi. Về nhé. Mùi gì không? Nhìn nó kìa. What?
chơi á, nó bỏ quan lâu rồi. Mọi người biết sao mà mình với em mình thích ra đây nấu hơn không? Tại vì ở đây có mộ của bà nội mình á, mình thích ra đây để nấu ăn cho hủ hỉ với bà nội, cho bà nội đỡ buồn vậy đó. Tại hồi xưa bà nội ưa nấu ăn lắm. Mình ở xa mình không có được ở gần nên ra đây chơi với bà nội xin chút. Dạ. Nước giờ đã sôi rồi nghe, bây giờ sẽ đến một công đoạn rất là đặc biệt, quyết định cái món này có ngon và thơm không nha mọi người. Đây, đây chính là một hũ mắm siêu ngon này của bà hai. Mở ra, mở ra. Trời ơi, nước trời thơm. Ê, nước mũi luôn, quá đã. Bây giờ sẽ trụn lượt mắm nha. Trời ơi, cái này nó bự. Coi con mắm nè, ngon lắm nè. Để bao nhiêu con làm? Để coi có cần lên chắc nước không? Để này để ra hả? Rồi để xuống đi. Mắm này mắm tái của Phi nha. Thêm một con. Để xuống đây. Để lên cho. Mọi người ơi, cuộc sống mà có làm thì mới có ăn, còn muốn có bữa ăn như thế này thì mình phải đi ăn cắp thì mình mới có ăn được nha mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với hai chị em mình nha. Nói ăn trong âm thầm và lặng lẽ, ăn hơi ông bà tám sôi ùn ụt. Á trời ơi má ơi, nãy giờ không quên này cái gì. Múc cho bà nội mình một chén, mời hai cùng ăn với hai chị em mình nha. Thành quả của hai chị em mình để bà nội nếm thử chưa? Đúng rồi. Rồi lấy đũa để mời bà nội. Mẹ ăn chung với con nha. Rồi giờ bây giờ hai chị em mình ăn thôi. Mời mọi người ăn với hai chị em mình nha. Ui, cái này trắng thôi, cái này đỏ.
ăn hay bỏ trứng đi. Thương quá à. Trời ơi, mày cũng phải trắng cho tao à. Xăm cho cục nhỏ lấy cục tự. Tốt lắm chị. Ăn được của ba. Đúng rồi. Đó là ăn hết hết hộp rồi. Ăn cái ngon đó. Cái gì vậy? Đừng múc nước. Thử miếng cá nha. Cái thân này của mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn nha. Cá béo nha. Cá to béo lắm. Ăn được. Được không? 10 điểm. Cá ngon ghê. Ăn béo lắm. Ăn khủng với da nó chưa béo không? Không ăn rồi. Cá bự ngon. Trúng một đạn. Béo quá hả? Này, không hết rồi. Thủ qua đắng. Thủ qua có gì gì? Thủ qua có gì đắng. Cái trả lời vừa ngọt chết cá. Đắng đậu đi cho khổ nó qua. Không, lỏng móng có gì gì? Có gì móng. Có một hả? Đó nè, là bình thường á là mấy chú mà ở trong xóm á bắt được mà ai mà bắt kiểu như bắt được con cá chơi này nè nhiều á, hoặc là con cá mà kiểu như cá gì cá cha hả? Đúng rồi, cá cha. Xong cái rủ nhau bắt đầu họp lại, rủ nhau lại trụ lên một nhà vậy đó, rồi nấu thành một nồi đậu mắm này. Cá cha thường là đậu mắm ngon đúng không? Nhờ nấu một nồi đậu mắm to thiệt là to, xong cái rủ nguyên gần kiểu như là gần hết xóm vậy đó lại ngồi ăn. Mình đông vui lắm, giờ ăn rồi nói chuyện này kia. Hồi đó nha, vui lắm. Hồi đó là hình như hồi đó là chị còn
đâu học lớp lớp mấy ta, trường cấp 1 á, nhỏ đúng rồi, bé nhỏ đó. Bây giờ mình tự nấu món này mình ăn được nè, tự sao được món này thì món này là mình phải đi ăn cắp mới có đó. Thật đó. Thật là trái trái với quá khứ. Hồi nhỏ thì đi tát đè tát có người bắt cho mình cao. Ăn còn bây giờ mình đi ăn cắp mình ăn đó, quá dữ. Tại vì giờ có hai người rồi, hồi đó là nhiều người lắm. Mày bây đó, giờ người ta đi làm hết rồi này đó, vui đi ăn. Tôi là ăn, tôi là nhà tao nấu ăn đó. Bây giờ mọi người làm gì bận đó nè. Nãy giờ kể mọi người có nghe không? Nghe là thấy vui không? Ở vậy là vui chưa? Tập trung ăn nha. Ăn cho hết cái nồi lẩu này mọi người. Ơ vậy là nó xong chưa ta? Chín hết rồi. Sắm này thật là nhiệt nhẽn, ăn miếng ớt cho nó bớt nè. Ngon ngon. Cay. Ủa ớt này cay nè. Thôi thôi. Nó nhầm lắm. Ăn miếng chà cho nó.